Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với TDTU News, nhịp sóng Đại học Tôn Đức Thắng, nơi những tin tức và hoạt động nổi bật nhất trong tháng vừa qua sẽ được cập nhật. Kính thưa quý vị và các bạn, tháng 12 năm 2022, hòa chung với không khí tất bật của những ngày cuối năm, Đại học Tôn Đức Thắng cũng đã tăng cường đẩy mạnh chủ trương đưa nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển, đồng thời tạo nên một môi trường học tập và làm việc năng động, tích cực cho toàn bộ giảng viên, viên chức và sinh viên toàn trường. Tổ chức xếp hạng UI Green Metric World University Ranking vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2022. Trong đó, trường đại học Tôn Đức Thắng đã tăng 8 bậc so với thứ hạng năm 2021, đứng thứ 114 với tổng điểm 8.1 trong tổng số 1.050 đại học tham gia bảng xếp hạng các trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2022 của UI Green Metric. Được đánh giá ngoài lần thứ 311 của tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục thuộc mạng lưới các trường đại học ASEAN AUNQA tại trường đại học Tôn Đức Thắng đã bế mạc vào sáng ngày 22 tháng 12 năm 2022. Bốn chương trình đào tạo bậc đại học của TDTU gồm các ngành dược, kỹ thuật hóa học, thiết kế nội thất và công nghệ kỹ thuật môi trường đã hoàn thành chương trình đánh giá của AUNQA sau 3 ngày làm việc chính thức. Các đánh giá viên AUNQA đã báo cáo kết quả đánh giá 4 ngành, trong đó đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, sức trẻ, nhiệt huyết của các giảng viên, viên chức TDTU trong việc đồng lòng xây dựng nhà trường. Ngày 12 tháng 12 năm 2022, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn biểu dương, TDTU có tốc độ phát triển và ảnh hưởng nhanh trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế. Trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại là một trong những niềm tự hào của ngành giáo dục Việt Nam. Những ngày cuối năm 2022, trường Đại học Tôn Đức Thắng đã nhận tin vui khi đội tuyển bóng rổ nữ của trường đã vô địch tại giải bóng rổ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Với kết quả này, các cô gái TDTU đã bảo vệ thành công ngôi vị vô địch bóng rổ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh với 3 huy chương vàng trong 3 năm liên tiếp. Vừa qua, tại giải bóng rổ sinh viên toàn quốc, đội tuyển bóng rổ nữ TDTU cũng giành chức vô địch, khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển bóng rổ nữ hàng đầu cả nước. Sáng ngày 8 và ngày 9 tháng 12 năm 2022, lễ khai mạc hai hội thảo quốc tế AETA 2022, các giải pháp công nghệ tiên tiến, lý thuyết và ứng dụng 2022 lần thứ 7 và ITC 2022 với chủ đề Envisioning Possibilities đã diễn ra tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trong đó, hội thảo AETA 2022 đã thu hút sự quan tâm và tham dự của hàng trăm chuyên gia hàng đầu đến từ 11 quốc gia trên thế giới, với 98 công trình nghiên cứu và giải quyết các vấn đề lý thuyết và ứng dụng trong các lĩnh vực như kỹ thuật điện, điều khiển và tự động hóa, điện tử viễn thông, khoa học máy tính và cơ khí. Bên cạnh đó, hội thảo ITC 2022 diễn ra vào 2 ngày, 9 và 10 tháng 12 năm 2022, cũng đã khẳng định sự uy tín của TDTU trong việc nghiên cứu và phát triển mô hình đào tạo tiên tiến, thông qua thu hút các chuyên gia TESOL từ khắp nơi trên thế giới tham gia và chia sẻ chủ đề đa ngành và đa lĩnh vực liên quan đến sư phạm, vật liệu, nghiên cứu, mạng lưới và phát triển nghề nghiệp, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho việc sáng tạo trong chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh ở hiện tại và tương lai. Ngày 9 tháng 12 năm 2022, trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tiếp nhận bộ sưu tập tài liệu ngoại văn có giá trị về Nhật Bản do Quỹ Nhật Bản trao tặng thông qua chương trình Read Japan Project. Đây là nguồn tài liệu có giá trị cho sinh viên nhà trường nói riêng và người Việt Nam nói chung, cũng như gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt trong năm 2023 khi Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Ngày 3 tháng 12 năm 2022, đoàn sinh viên Đại học Newcastle đã đến học tập và giao lưu văn hóa với sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng. Đoàn cùng với sinh viên khoa điện, điện tử thực hiện dự án kiểm soát quỹ đạo của robot di động. Thông qua dự án, sinh viên hai đại học đã có dịp hợp tác nghiên cứu, xác định các thông số kỹ thuật của robot, thiết kế quỹ đạo đường đi và lập trình hệ thống để robot hoạt động một cách chính xác và hiệu quả. Ngày 2 tháng 12 năm 2022, trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2022 lần 2. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 5.000 sinh viên thuộc các ngành đào tạo của trường.
Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của 58 gian hàng đến từ 56 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cũng tại GDTU Job Fair 2022, ban tổ chức đã trao 60 suất học bổng với tổng giá trị 300 triệu đồng cho các sinh viên vượt khó học giỏi bằng kinh phí tài trợ từ doanh nghiệp. Sáng ngày 3 tháng 12 năm 2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức, người lao động năm học 2022-2023. Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị năm học 2021-2022 và các báo cáo quan trọng khác. Thông qua phương hướng, nội dung công tác năm học 2022-2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023, nhà trường cũng đã tổ chức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường trong năm học vừa qua. Ngày 24 tháng 12 năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên GDTU đã tổ chức ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm 2023 với 4 chương trình Xuân Tự Hào, Xuân Sẻ Chia, Xuân Chiến Sĩ và Tết Văn Minh, với nhiều công trình phần việc thiết thực và ý nghĩa. Trong khuôn khổ chiến dịch Xuân Tình Nguyện GDTU 2023, Ngày Chiến sĩ Hành động vì Môi trường cũng được tổ chức, thu hút hơn 200 chiến sĩ Xuân Tình Nguyện các cấp tham gia dọn dẹp vườn ươm cây xanh, vệ sinh cảnh quan khuôn viên trường, phát huy tinh thần xung kích, thể hiện sức trẻ, tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường của sinh viên GDTU. Và thông tin vừa rồi xin được phép khép lại bản tin Đại học Tôn Đức Thắng, GDTU News số cuối cùng của năm học 2022. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Ban Tâm đến từ SDDT Communications xin chúc quý vị một năm mới hạnh phúc, bình an. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở số tiếp theo trong năm học 2023.